Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Hiện tại thì Long đang có mặt tại thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ở nơi đây cứ vào chủ nhật hàng tuần thì bà con trên những cái dẻo núi cao sẽ cùng nhau xuống đây để tham gia phiên chợ huyện. Rất là đông các bạn ạ, rất là nhiều các mặt hàng, đồ rừng này, nông sản này và mọi thứ đều hội tụ từ đây. Từ văn hóa màu sắc thổ cẩm cho đến những cái đặc sản ở địa phương. Chúng ta sẽ cùng đi vào trong để trải nghiệm và khám phá nhé. Xin mời. Quản Bạ là huyện du lịch đầu tiên của tỉnh Hà Giang các bạn ạ. Các bạn biết là 4 huyện cao nguyên đá địa chất thì huyện Quản Bạ này, huyện Yên Minh này, huyện Đồng Văn, huyện Mèo Vạc. Khi các bạn lên Hà Giang du lịch thì điểm đầu tiên các bạn chạm chân tới sau khi đi qua thành phố đó là huyện Quản Bạ, với một cái dãy núi đôi vô cùng đẹp, với những cái cổng trời mà nhiệt độ bắt đầu mát mẻ dần. Các bạn có thể trải nghiệm những cái phiên chợ cũng rất là đặc biệt. Đây, ngay ở đây thì bà con đã bán hàng ngay dọc đường này rồi. Ở bên trong kia thì là khu chợ chính của Tân Sâu, bên trong kia cơ, bà con bán rải rác kéo dài hàng cây số. Long thấy chị mua nấm. Chị, đây có phải nấm ấy không chị? Cái này là nấm linh. Chị gan đúng không chị? Vâng. Chị những bệnh gì hả chị? Cái này chữa bệnh gan. Đặc trị bệnh gan đúng không ạ? Vâng, đặc trị bệnh gan. Gia đình mình có ai bị hay sao mà chị lại mua này? Mua cho khách rồi. Mua cho khách. Tại vì họ đặt. Đấy, cái nấm này thì rất là tốt này. Cái này nấm lim. Nấm lim này, nấm hồng chi với nấm linh chi đỏ đều rất là tốt đúng không ạ? Cái này nó già. Vâng, cái này quá già luôn rồi này. Nó bị tốt đấy. Cái này ổn định cả huyết áp các thứ nữa đấy. Vâng. Và đây là hoa đu đủ này. Hoa đu đủ thì công dụng tuyệt vời rồi, tốt cho đường ruột này. Làm ức chế các tế bào hình thành ung thư này. Trẻ nhỏ hoặc là người già hoặc là thậm chí là người trưởng thành thôi mà bị ho, bị viêm họng các thứ đấy thì ngâm mật ong ngậm cũng rất là tốt. Hoa đu đủ ấy. Mấy bác nào mà có nhu cầu mà về sơ gan, ung thư gan này, đấy, vàng da này, các bệnh liên quan đến gan thì có thể dùng cái nấm các bạn nhé. Nấm lim xanh, nấm hồng chi và nấm linh ấy. Chị mua cho khách nhiều chưa kìa? Bác nào mà thích sử dụng hoa đu đủ thì có thể liên hệ với cháu Long. Cháu Long ra đây, cháu Long lấy giúp các bác. Đấy, ông đây ông bán. Chị lấy hết rồi. Long qua gian hàng tiếp theo các bạn nhé. Wow, ở đây là ngọc cẩu khô các bạn ạ. Ngọc cẩu này thì chắc là các bác nam giới biết rồi. Ngọc cẩu này thì cực kỳ là tốt cho sinh lý nam giới này, tăng cường cơ bắp này. Một người khỏe hai người vui đấy. Dùng để sắc nước uống hoặc là ngâm rượu. Cái này thì khô rồi. Đây là mật ong khoái các bạn ạ. Đấy, mật ong khoái thì trên kênh của cháu Long cũng cung cấp rất là nhiều. Các bạn thấy là cái mật ong khoái, cái tảng mật của nó rất là dày các bạn ạ, đây rất là to này, nó dày lắm, một tổ nó lên có thể lên đến mấy chục cân luôn này, cái dày này cơ mà, cái bầu mật của nó ấy. Đấy, đây là mật ong rừng 100% các bạn ạ, đây. Mật ong rừng nguyên chất 100% luôn, đặc sánh luôn này. Đấy, mật ong nuôi mà các bác ấy nuôi trong cái khay thì nó mỏng lắm, nó không được dày như này đâu, chỉ có mật ong nguyên chất rừng như này nó mới có cái sáp dày như này. Ngoài ra có ớt này, rồi rau dớn rừng này, những cái bắp bi này, bắp bi này, bắp bi chuối rừng này các bạn. Chuối rừng rất là nhiều các bạn ạ, nên là bà con thu hoạch quả rồi phơi khô bán để ngâm rượu tốt lắm các bạn. Sắp Tết rồi nhỉ, sắp Tết âm lịch rồi đấy, còn hơn 2 tháng một chút nữa thôi thì các bạn nào mà mua những cái thảo dược ngâm rượu là bây giờ mình mua là vừa rồi đấy. Mua chuối hột ngâm rượu, rồi các loại sâm, táo mèo các thứ. Bác nào mà cần cái gì thì cứ có thể liên hệ với cháu Long. Đây, những can mật ong này các bạn này. Mật ong này là mật ong đá các bạn ạ. Mật ong đá thì cái sáp nó sẽ mỏng hơn mật ong khoái này. Màu vàng nhỉ, hay còn gọi vàng như công an này các bạn. Đây là cái sáp mà mật ong đá này các bạn đây. Đấy, sao mà đông đá thì nó như này. Đấy, nó thành từng tầng đây một. Nó sống ở trong vách đá. Còn mật ong khoái thì nó đa phần là nó làm trên vách đá cao hoặc là chủ yếu là làm ở rừng già nguyên sinh ấy, sâu lắm. Mật ong khoái là cái mật ong khó lấy, rất là khó lấy.
Ở khu vực này bà con bán lan các bạn ạ. Lan rồi, họ lên rừng họ lấy này, đa phần là người Mông ấy. Họ lên rừng họ lấy lan về. Đây là các vị khách du lịch. Mọi người đi chợ từ khá là sớm này. Mật ong rừng trên kênh về miền Tây Bắc được lấy từ vùng rừng Mù Cang Chải Yên Bái. Rừng Mù Cang Chải với diện tích rộng lớn nằm ở vị trí phía Tây Bắc, được thiên nhiên ưu đãi với hơn 250 loài hoa, giúp mật ong có chất lượng tuyệt hảo. Cam kết 100% nguyên chất và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Liên hệ đặt hàng, A Long, số điện thoại 0965 653 434. Buổi sáng chủ nhật có lẽ là các vị khách du lịch đã đi từ thứ 6, thứ 7 chủ nhật thì họ về đến Quản Bạ nghỉ ngơi, sau đó là sáng chủ nhật sẽ đi chợ phiên Quản Bạ rồi sẽ di chuyển về những thành phố nơi ở của mình để vào một tuần làm việc mới. Cái này là nhất thập nhất chi hoa hay sao các bạn này? Cây 7 lá một hoa này các bạn này. 2, 4, 6, 6 lá. Thập thập nhất chi hoa đấy các bạn. Cực kỳ tốt đấy. Cây này thì củ không biết là có to không. Nhất chi hoa, nhất chi mai. Chuối. Điệu cả con đi này bán hàng này. Cô này cô bán toàn đồ rừng đấy các bạn ạ. Lá rong rồi chuối khô rồi bắp bi. Rất là nhiều chuối rừng đúng không ạ? Ở khu vực này thì bán rau củ quả tươi xanh lắm. Ở đây thì có đồng bào người Mông, đồng bào người Dao, người Tày nhiều lắm. Bởi vì là trung tâm thị trấn nên là tất cả mọi người đều xuống dưới đây. Từ tất cả các thôn bản đấy. Gà đen thì các bạn này. Gà đen. Giống gà đen ở trên bản này thì da nó đen các bạn nhé. Màu đen này, lưỡi nó đen và xương nó cũng đen. Gà đen này mà bà con cho ăn ngô thì thịt chất lượng ngon lắm. Bao nhiêu tiền một cân đây hả chú? 180 cân à? 180 là rẻ đấy các bạn ạ. Vịt này. Đang là mùa hoa tam sách mạch các bạn ạ. Lên đến những tháng này là vừa tối hôm qua, tối chủ nhật ấy là lễ hội tam sắc mạch. Hoa tam sắc mạch đang trổ bông và đang đỏ dần đẹp lắm. Cảm ơn chú nhé. Mọi người đi chợ đông lắm các bạn ạ. Ở đây thì hai cái dọc đường này thì là cái đường một chiều ấy. Nên là mọi người bán hai bên đường này, đông lắm. Phải nói là nhiều chuối rừng thật đấy các bạn ạ. Đây này, bắp bi chuối này, quả chuối rừng các thứ này nhiều vô cùng luôn. Mật ong chuối rừng nhiều lắm. Các đồ ngâm rượu không thiếu đâu. Đây có cái ớt thóc này. Ớt này cay lắm các bạn ạ. Ớt thóc ớt với tí. Hôm nay Long đi để quay cho các bạn ngắm nhìn phiên chợ về dịp cuối năm này một chút, cũng như là đi lấy đồ để gửi cho các bác khán giả. Các bác nhờ Long mua quá trời luôn. Mua về để ngâm rượu rồi chuẩn bị cho Tết các thứ ấy. Bột nghệ đen các thứ. Để chuẩn bị cho cái dạ dày mình thật khỏe để Tết còn chinh chiến. Những vitamin cồn đấy các bạn ạ. Đây là vướng cái ô tô. Đây, rau củ quả đây thì cũng xanh mướt thôi. Rất là nhiều nơi người ta chuyển về. Ở các xã lân cận người ta chuyển về thị trấn đấy. Mọi người bán cứ dọc theo hai cái hành lang đường này. Máy phiên chợ khá là đông các bạn ạ. Đang đi vào lúc bây giờ đang là 7 rưỡi sáng. Đông lắm. Chị là người gì hả chị? Người Nùng. À người Nùng à? Vâng. Người Nùng ở đây ăn mặc khá là hay khi có cái khăn vấn đầu rất là ấn tượng. Cảm ơn chị nhé. Bên kia bán chổi rồi bắp bi rồi rau củ quả. Thực sự là nhiều thật. Khách các bác ấy ở thành phố, các bác ở Hà Nội này, các bác đi qua đây đi nhìn rau xanh các bác thích lắm. Các bác ấy mua cho lên xe du lịch các bác trở về luôn đấy. Cà chua các thứ này ở đây thì gừng họ bó thành từng bó một như này đấy. Bó này khá là to này, gừng ta hay củ nhỏ này. Gừng này em bán bao nhiêu tiền một bó này? 10.000 một bó thôi à? Ôi giời, quá rẻ luôn các bạn ạ. Quá rẻ luôn.
chỗ này phải gần cân gừng. Đây là tiếp tục lại là hoa đu đủ đấy các bạn này, nhiều lắm. Bạn nào có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì cứ liên hệ với cháu Long nhé. Đợt này cháu Long không có vướng bận công trình gì nên là cháu Long cũng đang tương đối là rảnh. Chỉ một thời gian mà khi mà có công trình giúp đỡ bà con thì lúc đấy lại phải tập trung làm, không có thời gian đâu. Vừa mới khánh thành căn nhà giúp ba bạn cháu nhù thà này, vừa làm xong tuyến đường này, các thứ là bây giờ cháu Long hiện tại đang hết quỹ nên là không có chương trình nào cả. Vì vậy cháu Long cũng đang tương đối là rảnh. Chào các cô đâu đến đấy ạ? À, cô Tuyên Quang à? Thế rồi. Không. Gặp mặt hội giáo chức ngày xưa một à, thế ạ. Vâng. Không hổ danh là gái Tuyên Quang đẹp quá. Cảm ơn cô nhá. Người ta bảo trẻ thái gái tuyên mà đấy. Đây Long có thấy anh ấy bán củ khoai và đặc biệt là có cái củ ấu tàu này. Củ ấu tàu này thì chữa xương khớp các thứ tốt lắm này. Phụ nữ sau khi sinh thì có thể hầm với bồ câu, hầm với gà để có bồi bổ sức khỏe, tăng cường lại cái hệ miễn dịch ấy. Bán được nhiều chưa anh? Gần hết rồi. Đây, một khu dọc này, bên kia đường nữa. À, rất là hay khi mà trên vùng cao mình thấy là họ bán nhiều mía lắm các bạn nhé, mía tươi ấy. Họ cứ đeo thành từng bó như tay chị kia cầm kìa. Và mọi người mua nhiều lắm. Mía nó rẻ mà. Nên là khi mà những người vùng cao người ta đi chợ về, người ta mua đem về cho con cháu người ta ấy. Nha chị. Đây chị bán gian hàng đồ khô. Hoa hồi, thảo quả, ớt khô, bột nghệ đen này. Bột nghệ đen, bột nghệ vàng này thì cực kỳ là tốt cho dạ dày các bạn này. Các bác quý vị trào ngược dạ dày, viêm khuẩn HP này. Đấy, ở hơi ở chua này thì dùng cái này rất là tốt. Cái cách dùng mà của bột nghệ đen này là gì hả chị? Mình chỉ pha với mật ong thôi. Pha mật ong hòa nước ấm luôn ạ. Rất là tốt đấy. Bác nào mà rượu chè nhiều là cũng nên đảm bảo cái đấy. Mắc khén này. Hoa hồi. À, đây là thơm nhờ, hạt dổi thơm thế. Hạt dổi nếp hả chị? Vâng. Đây có phải là cái hạt tam giác mạch không ạ? Vâng, hạt tam giác mạch. Cái này bán về làm giống hay là bán về làm bánh đây chị? Làm giống. À, bán về làm giống. Vâng. Hoa tam giác mạch. Những vị khách du lịch họ cũng rất là thích trải nghiệm ở những phiên chợ này. Nhìn rất là ấn tượng. Môi môi cán chổi rồi làm cái túi bóng đựng bưởi luôn này. Gánh đi. Chị gái chị mua rất là nhiều đồ. Anh chị ở đâu mà mua nhiều thế anh chị? À, Hà Nội ạ. Quá nhiều đồ luôn. Thì các bạn ơi, Long tìm thấy rất là nhiều ngọc cẩu tươi rồi các bạn ạ. Vừa nãy là ngọc cẩu khô, đây là ngọc cẩu tươi. Bác nào thích ngâm ngọc cẩu tươi này, ngâm vào bình rượu rất là đẹp các bạn ạ. Tăng cường cơ bắp, tăng cường sinh lý nam giới đây. Bác nào mà yếu sinh lý này, đấy, không cương cứng được này, hoặc là quan hệ không được kéo dài thì có thể dùng cái này nhá. Thì cả phụ nữ mình dùng cũng rất là sung đấy. Còn ngay bên dưới này là ba kích tím. Ba kích tím thì cái dạng này thì ngâm đầu tiên thì nó hơi hồng các bạn ạ, về sau nó chuyển sang hơi vàng một chút. Chứ nếu mà ba kích tím của chúng ta thì các bạn lấy cái ba kích bên ngoài vỏ nó hơi trắng một chút và bên trong nó lõi nó màu tím. Cái này mới đầu ngâm lên thì đẹp đó các bạn ạ. Ngâm lên đẹp đấy. Cũng là một dạng loại ba kích thôi. Cũng công dụng cũng tương tự như ngọc cẩu này các bạn này. Ba kích, ngọc cẩu, đương quy rồi sâm cau thì các bác biết rồi. Cũng công dụng cũng tương tự nhau. Với cả nấm tích dương nữa. À đây, vừa nhắc đến tích dương thì anh ấy đưa ra một cây nấm tích dương. Các bạn nhìn thấy nó giống cái gì chưa? Đấy. Rất là giống đúng không? Rất là giống các bác nam giới đấy. Cái này thì cũng là tăng cường sinh lý đi. Là một còn tốt hơn cả ngọc cẩu với cả sâm cau đấy. Cái tích dương này. Ở đây bác ấy đang cầm ra cả sâm cau cho mình xem này. Bó này 2 cân này. Vâng, 2 cân. Sâm cau đỏ đấy. Đây nó đang vướng đất nên nó không đỏ đâu các bác ạ. Phải về rửa sạch xong ngâm rượu nó sẽ lên màu đỏ nhé. Đấy, bác nào có nhu cầu về sản phẩm nào thì cứ liên hệ với cháu Long thôi. Cháu Long sẽ gửi cho các bác. Rồi, cảm ơn anh nhiều.
Ở đây còn là những cái đồi khô này. Đây là Tứ khẩn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực này. Sinh lý nam giới hỗ trợ suy giảm sinh lý này, rối loạn cương dương này, mộng tinh này, di tinh đau mỏi lưng này. Đấy, trong này thì nó có nhiều ấy lắm. Nhiều quả lắm, nhiều ấy lắm. Nó gồm có cái bổ máu này, rồi mú tuần này và các loại sâm cau đương quy các thứ thái lẫn vào đây. Măng nứa khô này các bác này. Đây kỳ tử đỏ này. Hoa đu đủ cũng phơi khô rồi này. Táo đỏ tân cương rồi chuối hột thái lát, có cả chuối hột nguyên quả nữa. Ôi dồi ôi, nhiều mắc khén chưa? Mắc khén là hương vị rất là thơm ở trên Tây Bắc mình, Đông Bắc mình, vùng cao mình. Hạt dồi này, hạt dồi hạt khá là to này. Ở gian hàng bên này Long thấy khá là ấn tượng này các bạn ơi. Với những cái đồ dùng bằng gỗ. Như kiểu một cái gọi là cái muôi cỡ lớn đi nhỉ. Cái này để đảo mèn mén các thứ. Như cái này là cái chõ xôi thì các bạn ơi. Chõ xôi to, chõ xôi nhỏ này. Toàn gỗ liền khối, chú đéo đục luôn. Chõ xôi. Bên kia là những cái cán chổi rồi những cái chày, cái cối. Đây là cái chày dài nhỉ. Đây là những cái cối nhỏ này các bạn này. Cối nhỏ thì mình giã tỏi, giã hành khô các thứ, giã ớt. Một vài cái cây đa. Đa dạng lắm các bạn. Ở đây thì đủ hết, không thiếu cái gì đâu. Sướng nhất là nhìn rau cỏ xanh mướt một màu này. Đây Long thấy có mật ong bạc hà này các bạn này. Đấy. Mật ong này ngon chưa? Mật ong bạc hà vàng này thì ở trên Hà Giang nổi tiếng mật ong bạc hà này các bạn ạ. Uống nó thanh, nó vị bạc hà mát lắm, nhất là chị em phụ nữ rất là thích dùng mật ong này. Màu rất là đẹp, sánh, thơm, mát. Trên này thì toàn mật rừng thôi. Đây có con chim phú mèo à? Tháo ra. Phú mèo. Cá hến các thứ bà con bắt ở suối các thứ này. Lâu lắm mày Long mới nhìn thấy con hến này các bạn ạ. Bởi Long cũng ít đi chợ ở huyện này. Toàn đi chợ ở trên vùng cao, người Mông thì không có hến nữa. Đây là cái cây gọi là cái vỏ cây trầu đấy. Đấy các bà và các bà mua về các bà ăn trầu đấy. Bà ăn trầu bao nhiêu năm rồi bà? À, thi thoảng mới ăn thì ạ. À. Đây là những cái cây gỗ thơm đúng không các bạn ạ? Gỗ rừng. Về để làm phong thủy với cả cái hương thơm ấy. Rất là nhiều nghệ các bạn ạ. Bột nghệ, ui thơm quá, bột nghệ này thơm nhỉ. Bột nghệ thơm phức luôn các bạn ạ. Bột nghệ đen này, bột nghệ vàng này thơm quá. Bột nghệ này già thì thơm thật đấy. Đứng gần đã thấy thơm rồi. Đấy, rất là nhiều bột nghệ các bạn ạ. Đây ở Hà Giang nổi tiếng với bột nghệ đen và mật ong bạc hà. Ông thấy ở đây bán nhiều ngọc cẩu lắm các bạn này. Rất nhiều ngọc cẩu luôn. Đây là những con chuột này, chuột khô này, chuột rừng họ bắt được họ sấy khô. Thích nhỉ, những hàng rau xanh thích nhỉ. Đấy. Đây Long thấy chào các bà các ông nhá. Có cái cây hà thú ô đỏ đây các bác này. Hà thú ô đỏ này thì chuyên chữa bác nào mà bạc tóc sớm ấy này. Máu xấu ấy. Máu xấu mình bị bạc tóc này. Đây. Hà thú ô đỏ đây các bác này. Đây, bên trong có đỏ đây cơ. Bác nào mà tóc bạc sớm này, máu yếu cái thứ, máu xấu thì các bác có thể dùng cái này nhá. Chữa
tóc bạc rất là tốt. Củ tam thất các bạn ạ, tam thất thì có dạng củ khô này, củ tươi này, loại hoa này, loại rễ này. Đấy, tam thất thì, củ này thì nó rơi vào khoảng 50 củ một cân. Đấy, cái này thì rất là tốt các bạn nào mà mất ngủ này, chằn chọc băn khoăn không ngon giấc này. Nó làm cái này là làm an thần này các bác này, ổn định huyết áp, an thần. Đặc biệt là các bác nào khoảng 55-60 tuổi đổ lên nhé, thì mình dùng cái này thì đúng là không khác gì một cái trường sinh bất lão đâu các bác. Nó với cả hoa đu đủ là hai cái thảo dược mà cháu Long thấy cực kỳ tốt cho những cái bác mà lớn tuổi, ổn định huyết áp rất là tốt, ức chế các tế bào hình thành ung thư này, tăng cường hệ miễn dịch này. Lấy khô này về thì có thể là nghiền thành bột hòa với nước ấm hoặc hòa với mật ong uống. Nếu mà tốt nhất là các bác lên lấy củ khô này xong nó nghiền thành bột dùng là tốt nhất, chứ còn cháu Long cũng không muốn các bác mua đồ tươi về ngâm rượu làm gì đâu. Trà sơn mật hồng sâm các bác ạ. Đây, trà sơn mật hồng sâm này uống thơm lắm, các bác pha như kiểu pha trà bình thường ấy. Cái này thì giúp bổ thận này, mát gan, lợi mật, giải độc gan, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chưa mất ngủ này, tiêu mỡ này, bệnh tim mạch làm ổn định huyết áp, tiểu đường. Đấy, đấy, cách dùng thì các bác hãm nước sôi 100 độ này, khoảng 10 gram trên 1 lít nước sôi, sau 3 phút là có thể dùng được, thơm lắm, uống thơm lắm các bạn ạ, uống thay trà nó tốt. Bác nào mà nhiều mỡ máu các thứ là dùng nụ hoa tam thất các bác ạ. Đấy, nó là được mệnh danh là thần tiên đấy, thảo dược chữa bệnh mất ngủ cực kỳ tốt này. Đấy, các bác về hãm như kiểu hãm trà thôi, hãm như kiểu cái trà sơn mật hồng sâm kia, chống mất ngủ tốt lắm các bạn ạ. Đó là một vòng ở bên ngoài kia thì đa phần là bán thảo dược với rau củ quả nhiều thôi các bác. Còn ở đây là chợ chính này, trung tâm chợ huyện Quản Bạ. Đấy, bên trong chợ này thì chắc chắn là bán nhiều cái đồ dùng sinh hoạt, rồi quần áo, và đặc biệt là có kiểu gì cũng có ẩm thực trong đó, đúng không? Khách du lịch ở Hòn Lán lại đây đông lắm các bạn. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới em đèo bằng lái xe chứng minh nhân dân. Trước khi vào trung tâm của chợ chính này, Long muốn ghé qua vòng quanh khu vực này đã. Bởi vì thường thường những cái sắc màu trên vùng cao sẽ được bán ở loanh quanh chợ cơ. Còn bên trong chợ chính thì đa phần là kiểu như là người dưới xuôi họ lên họ bán những cái đồ kiểu hiện đại ấy. Thì Long cũng không muốn ghi hình nhiều. Mình muốn quay những cái mà nó còn hoang sơ mộc mạc ấy, để gửi cho các bác. Trên kênh của mình thì cũng chủ yếu là các bác ở dưới xuôi xem nhiều thôi. Đây có con gà cắp lách này. Mua con gà cắp lách luôn. Rau cỏ thích chưa? Cả lúc ít của thiêm mà sử dụng cá trứng măng. Bố đâu? Hôm nay bố mẹ đâu ạ? Tôi này cho tí sân đào, tôi có tạp mắt mình. Ui dồi ôi, ai chăng mua buôn này, nhà có nhà hàng hay sao các bác? Mua vịt, mua ngan, rồi mua rau cỏ, đây một xe. Khu vực bán rượu ở đông trời, rượu với gạo. Ôi giời ơi, rượu này. Đấy, quá nhiều rượu, quá trời luôn này. Rượu ở trên này toàn rượu ngô men lá, các thứ nhiều đấy các bạn. Chị em người Dao nhiều các bạn. Họ đa phần là bán gạo. Người Mông thì họ không cấy được lúa đâu. Chủ cô đa phần ở dưới đây thì người Dao cấy được lúa nhiều. Gạo trắng kìa, ngon đấy. Chú bán chè à, chú? Chè này chè gì đấy chú ạ? Chè cho con tết cho con chè, xem chè một tí. Chè cổ thụ đấy. À, chè cổ thụ à? Vâng, chè cổ thụ. Đúng rồi, trên xứ lạnh này thì mình trồng được cái chè san tuyết cổ thụ nhỉ? Cái này là một tô một lá hay cái gì đấy chú? Vâng, vâng. Này một tô một lá, với cái này là mấy sàng riêng búp. Cái này là nguyên một tô mà. Vậy cái này riêng búp, cây búp. Vâng. Đấy các bác ơi, sắp tết rồi các bác ạ. Bác nào mà uống trà, không thích uống cà phê mà thích uống trà thì lấy 1-2 cân về để tiếp khách Tết các bác nhé. Rất là thơm, rất là ngon các bác. Bánh bò ở đây thì cô không dùng dao cắt đâu ạ, mà dùng cái sợi chỉ cái để cắt, để cho nó khỏi dính rồi cô. Cắt dao nó dính à, dẻo quá nhỉ. Cái bánh bò này thì làm từ bột gạo hay bột ngô ạ? Bột gạo với đường. Xem cô cắt này. Cô không dùng dao bởi vì dao nó sẽ dính, dùng cái sợi chỉ này cắt nó sẽ đấy, rất là dễ này.
đúng là nghề nào nghề đấy. Yeah. Cắt này cắt bánh chưng luôn đi. Nhìn nó bông xốp vậy. Cô cắt miếng luôn ạ, để cho dễ cầm dễ ăn. Quá chuyên nghiệp. Cái này cô bán theo cân hay bán theo cái gì ạ? Một cân bao nhiêu tiền hả cô? Một cân 45.000. Một cân 45.000. Một lạng lẻ thì là 5.000 tròn. Vâng. Chúc cô bán đắt hàng nhá. Bên trong chợ này thì nó không khác nhiều so với các chợ ở địa phương khác đâu đúng không? Cũng đầy đủ hết các mặt hàng, quần áo, rồi hoa quả, rồi đồ tươi sống các thứ, đồ khô. Bên đây trong kia là bán đồ tươi sống các bạn ạ, thịt trâu, thịt lợn, thịt bò. Bên ngoài là bán đồ khô với hoa quả. Khu vực rất là rộng lớn, là ẩm thực các bạn ạ. Ẩm thực nơi đây thì đặc trưng ẩm thực ở trên vùng cao mình rồi. Phở lợn đen, phở gà đen, thắng cố, mèn mén. Đông lắm. Kiểu tất cả các xã và trên những cái ngọn núi cao ấy, họ đều lô đức xuống đây để sắm sửa. Bên chợ huyện thì họp vào mỗi một chủ nhật hàng tuần thôi. Chính vì vậy là họ cứ đợi chờ cả tuần ấy mới có dịp để xuống đây. Chính vì vậy là cái khu vực ẩm thực này rất là đông. Những gia đình ở trên núi thì hàng tuần họ mới được một bát phở ấy các bạn. Mà có phải là tuần nào họ cũng được đi đâu. Nên là để mà ăn được bát phở này nó rất là thèm ấy. Thèm. Như mình thế khoảng một tuần mà không ăn phở là cũng thèm lắm các bạn nhỉ. Ở Việt Nam mình thì món phở đúng là món dễ, tương đối là dễ ăn. Ai cũng có thể ăn được. Quần áo của người Mông ở trên này thì đa phần là người Mông trắng nhiều các bạn. Quần áo của họ khá là đơn giản. Nó không có nhiều màu mè, họa tiết và hạt cườm trang trí như kiểu người Mông Hoa ở bên Lào Cai đâu. Cái cuối chợ phiên vùng cao lúc nào cũng bán những cái loại gia cầm, gia súc, động vật. Đây đồng thời có hai con gà lai tre các bạn ạ. Gà sừng à? Vịt cổ dài này, vịt siêu trứng. Đây thì có những cái con lợn đen. Giá khá là mắc nhưng mà ăn thịt thì ngon lắm các bạn. Lợn đen. Một nơi bán chó thì rất là nhiều những con chó đẹp các bạn ạ. Chó mua về nuôi. Ôi, đẹp nhờ, nhiều con chó đẹp lắm các bạn. Nhiều con rất đẹp nhé. Long thấy con này đẹp này. Long thấy con này khá đẹp này. Êu, hai này đẹp quá. Êu. Thích không này, đẹp chưa này? Con này bán bao nhiêu tiền một con hả chị? 700.000 à? Đẹp nhỉ, này đẹp thế nhỉ? Ê, bạn ơi. Đẹp lắm quá, 700.000 một con. Nó gần người chưa này? Nó thấy mình sờ nó cái là nó bám theo luôn này. Dỗi à, quay đi à? Cháu bán 3 con này à? Bao nhiêu tiền một con hả cháu? À, khác nhau à? Con nào đắt nhất? À, con này bao nhiêu tiền? Con vàng là bao nhiêu tiền? 600 à? Còn hai con kia rẻ hơn à? Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 8 thì à? Hôm nay được nghỉ đi chợ. Cháu này là con chó mẹ ở nhà đẻ. Nhà có gần đây không? Nhà cháu gần đây không? À, thì à, chú cảm ơn nhé. Và vừa rồi là một chút những hình ảnh về chợ phiên tại thị trấn Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Thực sự là rất là đông khách các bạn ạ, đông vị khách du lịch họ lán qua đây để mua sắm đồ lắm. Nông sản thì tươi roi rói luôn và đặc biệt là rất là nhiều những cái loại thảo dược khác nhau. Các bác nào mà có nhu cầu ngâm rượu hoặc là nhu cầu mua mật ong, mua
các loại như hoa đu đủ, tam thất các thứ, ngọc cẩu, sâm cau, tích dương các thứ thì có thể liên hệ với cháu Long nhá. Bột nghệ đen cũng rất là nhiều. Còn bây giờ thì cháu Long sẽ đi chọn những khu vực người ta bán chất lượng đảm bảo sản phẩm ấy, cháu Long sẽ lấy về để gửi cho các bác khán giả. Các bác ấy đã đặt cháu Long khá là lâu rồi, bây giờ cháu Long mới có thời gian để đi mua giúp các bác ấy. Trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Còn bây giờ là lời chào và hẹn gặp lại.